xin chào tất cả mọi người. Rồi ta lại tiếp tục cập nhật thông tin VR để gửi tới cô dì chú bác vào trưa ngày 19 tháng 10 năm 2022. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua là chúng ta đều chờ đợi kết quả cuối cùng của cặp đôi Trăng và Thái, chờ đợi ngày xét xử cặp đôi. Và Lê Tàng đang mong ngóng từng giây từng phút để cung cấp những thông tin chính xác nhất cho cô dì chú bác. Thì sáng ngày hôm nay ngõ cụt bế tắc mà không có thông tin, thì Lê Tàng đã lên phương án gọi điện cho các điệp viên của Lê Tàng là 007, 008 và 009 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thông tin cho mọi người. Thì Lê Tàng gọi điện hỏi điệp viên tại sao sáng nay không có tin tức gì để Lê Tàng cập nhật cho mọi người, để mọi người nắm bắt. Thì điệp viên nói bây giờ khó khăn lắm đại ca ơi. Không khó khăn gì hết, bắt buộc phải tìm hiểu, phải có thông tin trong vòng sáng nay để cập nhật cho Lê Tàng. Thì nó mới hỏi rằng là cập nhật tin gì đại ca? Cập nhật tin về tình hình cặp đôi Trang và Thái. Mọi mình đến cái chỗ trại giam Chí Hòa đó để mà hỏi thăm coi tình hình tụi nó xem như thế nào, rồi manh mối tình tiết vụ án đến đâu rồi, diễn biến ra sao, hỏi quản giáo trại giam ở khu vực đó xem tình tiết như thế nào rồi để cung cấp về để Lực Tàng cung cấp cho mọi người. Đấy, Lực Tàng ra lệnh như vậy thì tất cả các điệp viên của Lực Tàng cũng phải nghe lệnh thôi, thì cũng phải môn men bò trườn lăn lóc đến cái khu vực ở nơi trại giam và cũng đã gặp được quản giáo nha mọi người. Đấy, và cũng đã có được một số cái thông tin cực kỳ quý hiếm mà nói thật sự với cô dì chú bác, cái chỉ có kênh của Lực Tàng mới có để gửi tới cô dì chú bác thôi. Thì điệp viên của Lực Tàng đã hỏi quản giáo là một người không phải là quản giáo trực tiếp gọi như là ở cái khu vực mà Trang với Thái ở nhà mọi người, nhưng mà cũng biết được một số thông tin mang máng, hỏi rằng là bây giờ tình hình của Trang và Thái như thế nào rồi. Thì anh quản giáo này cũng rất là vui tính và cũng đã gọi như là tiết lộ một số cái vấn đề gọi như là rất đạt tiêu chuẩn mà Lực Tàng đang chờ đợi. Thì quản giáo nói rằng là hiện tại bây giờ thì Trang đã được đưa về phòng biệt giam. Đấy, còn Thái thì vẫn phải ở lại nơi mà cái trại giam mà để lấy lời khai đó mọi người nha. Tức là chưa phải vào phòng biệt giam. Thì lý do vì sao mà Trang vào phòng biệt giam thì mọi người biết rằng là Trang đã hết cái giai đoạn lấy lời khai. Tức là những cái vấn đề liên quan đến cái vụ việc, vụ án và những cái vấn đề liên quan đến Thái Duy trong cái quá trình mà tấn công bé Văn An thì Trang đã khai hết tất tần tật và trùng khớp với lại những cái tiến trình điều tra của cơ quan chức năng, và Trang đã khép lại quá trình hỏi cung lấy lời khai. Như vậy là Trang đã hoàn tất và Trang đã được đưa vào phòng biệt giam để chờ ngày ra tòa. Thì ngày tháng từ giờ cho đến cái ngày ra tòa là Trang là sẽ sống yên sống ổn ở trong đó. Phòng biệt giam là mọi người nên nhớ rằng là trong đó là không có bất cứ ai có thể tiếp cận được. Đấy, và chỉ có sống một mình với bốn bức tường, không điện, không nước, không ánh nắng mặt trời. Nha mọi người, đó là khu vực gọi như là để cho những cái tử tù có thể rằng là ăn năn sám hối tội lỗi của mình trong cái giai đoạn còn mấy ngày cuối đời. Đấy, và Trang hiện tại bây giờ là xác định chui vào đó rồi. Thì mọi người nên nhớ rằng là bây giờ có thay đổi tình tiết như thế nào không thể nào mà thay đổi được nữa. Tức là Trang đã ký hết vào biên bản, đã hoàn tất cái quá trình hỏi cung, đã khai tất tần tật và hợp với quá trình điều tra của vụ án, cho nên là Trang đã vào phòng biệt giam và không cần lấy lời khai nữa. Đấy. Và tình hình về Thái thì là đang ở phòng hỏi cung, đang ở phòng lấy lời khai. Lý do một điều rằng là Thái chưa khai trùng khớp với lại quá trình điều tra của cơ quan công an và chưa trùng khớp với lời khai của Trang gì cả nha mọi người. Tức là Thái này đã có ý định chối tội và đổ hết tội lỗi cho Trang. Lúc nào Thái cũng nói rằng là tôi không biết là trong những cái ngày mà tôi đi làm là Trang ở nhà đã tấn công Vân An nhiều đến mức độ như vậy. Đấy, rồi bên phía cơ quan công an hỏi rằng là những cái ngày mà ở nhà chứng kiến có mặt trong camera tại sao lại tấn công như vậy, thì Thái nói đó là cái sự dạy dỗ và không biết rằng là đến cái mức độ nguy hiểm cho con của mình như vậy. Đấy, cũng chỉ mang tính chất là phụ họa giúp Trang để dạy bảo bé Vân An này thôi. Thì mọi người cũng có thể biết rằng là bé Văn An hư hỏng như thế nào. Dù sao đi chăng nữa nó cũng chỉ là mới có 8 tuổi thôi, đúng không mọi người? Có cãi lời hay là có này có nọ thì cũng không thể nào mà tấn công bé như vậy được. Nhưng ở đây mọi người nên nhớ rằng bé Văn An không cãi lời. Bé Văn An rất là ngoan, học rất là giỏi. Nhưng ở đây tụi nó là vì thú vui bệnh hoạn nên là tụi nó mới làm như vậy. Thì hiện tại bây giờ Thái nó cứ lợi dụng một cái câu chuyện là Văn Trang tấn công bé VA vào cái ngày gọi như là 21 tháng 12 đó, thì bé Văn An mới chết, đúng mọi người? Thì bây giờ là nó cứ đổ lỗi hết cho con Trang. Nó nói rằng là không có cha nào mà đánh con, mà chỉ có những cái người ngoài như con Trang nó mới tấn công như vậy thôi.
tôi không biết được rằng là những cái hành động của con Trang nó mạnh đến mức độ như vậy. Đấy. Trong những cái ngày mà con Trang đánh bé Banana thì Thái có chứng kiến camera, thì nó nói rằng là camera ở trên điện thoại nó mờ và không thấy được hình ảnh nó rõ ràng như thế nào. Với lại nó cũng đang bận làm công việc thì nó cũng coi qua, còn chứ nó không nghĩ rằng là bé con tôi bị tấn công nhiều như vậy. Và nó tỏ vẻ ra là nó rất thù hằn con Trang trong giai đoạn này nha mọi người. Tức là nó làm đủ mọi chiêu trò, đủ mọi ánh mắt, đủ mọi cái biểu cảm ở trên khuôn mặt để nó gầm gừ gào thét để nó tấn công con Trang. Và nó làm như vậy để con Trang chịu hết lỗi về nó. Nhưng mà nó không biết được rằng là đến thời điểm hiện tại bây giờ nó chưa được vào phòng biệt giam, vẫn phải lấy lời khai và hỏi cung là ở cái chỗ nó chối tội. Nó chối tội nhưng không qua mắt được lực lượng cơ quan chức năng, không qua mắt được cơ quan điều tra. Cho nên là đến bây giờ cứ phải lấy lời khai cho đến khi nào trùng khớp thì thôi. Mà mỗi lần mọi người biết rằng á, thằng Thái mà khai gian, khai láo, khai dối thì sẽ bị cơ quan chức năng, những người điều tra viên, người ta sẽ xử lý như thế nào thì mọi người biết rồi đó. Thằng này cũng rất là lì lợm, man rợ. Tức là nó đã có cái sự hậu thuẫn từ bên ngoài, nó là người chị và một số cái luật sư, cũng như là bên phía đó nó nhiều tiền, nhiều quyền. Ấy, và nó dạy bảo thằng Thái là phải nói như thế này, nói như thế kia, có chết cũng không được hai này nọ, để nó tìm mưu hèn kết vấn để nó cứu. Nhưng mọi người nên biết rằng lưới trời lồng lộng thì thưa mà khó thoát, ông gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Thái có chối cỡ nào thì chối, nhưng mà đến cái ngày mà ra tòa thì với những bằng chứng xác thực rõ ràng thì không thể nào mà chối cãi được nha mọi người. Bây giờ người ta lấy lời khai để cho nó trùng khớp với cái hồ sơ, để ghi ra một cái bản cáo trạng. Nhưng mọi người nên nhớ, nếu như nó thực sự mà nó mưu hèn kế bẩn như vậy, bây giờ nó có ký vào cái biên bản đó, thì mai mốt nó ra trước, đứng trước bằng vành móng ngựa, đứng trước tòa án, nó cũng cãi thân luôn nha mọi người. Nó cũng cãi thân, nhưng làm sao có thể qua được lực lượng cơ quan công an. Họ có bằng chứng xác thực, họ trả qua và lấy lời khai để cho trùng khớp với lại cái bằng chứng xác thực mà họ có đó, để đến khi ra tòa xử cho nó nhanh, nó gọn thôi nha mọi người. Chứ còn tội của thằng Thái thì không thể nào chạy được nữa rồi. Nhưng mà thằng Thái bây giờ nó cứ chối như vậy thì bắt đầu là thành ra cái quá trình điều tra nó rất là khó khăn, nó rất là khó khăn để hoàn tất, để quyết định cái vụ án này. Đấy. Bắt buộc phạm nhân, bị cáo là khi mà đã ra tòa là phải ký vào cái biên bản, phải chấp nhận tội, phải rõ ràng, hợp với bằng chứng chứng cứ xác thực thì lúc đó mới xử được nha mọi người. Đó, nhưng ở đây nó chưa thì tức là nó chưa tâm phục khẩu phục, đúng không mọi người? Thì bắt buộc phải có thời gian để tiếp tục điều tra và hồi cung. Nó càng làm như vậy thì nó càng khổ thôi mọi người ạ. Nó càng làm như vậy thì cái tinh thần ăn năn sám hối không có, thì đó là những cái tình tiết giảm nhẹ, nhưng nó không có thì cuối cùng là tội của nó sẽ kịch khung không. Đấy. Thì là Tàng cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới á, làm Thái cứ chối đi, rồi bên phía cơ quan điều tra họ sẽ tìm ra manh mối và kết luận rằng là Thái có liên quan đến cái chết của BBA và chuyển sang tội danh đồng phạm giết người, để cho mà Thái lúc đó nó mới biết được cái mùi đời lợi hại, nó mới biết được cái nhân quả nhãn tiền, đúng không mọi người? Chứ bây giờ nó đang còn cứng cổ cứng đầu, cho nên là thời gian điều tra đang còn rất là phức tạp và khó khăn đó. Thì tình hình là nếu như mà Trang được vào bên trong nó và ai được yên ổn rồi mà Thái đang loằng ngoằng như vậy, thì mọi người biết rằng là không biết được là Trang nó sẽ suy nghĩ như thế nào khi mà ở trong phòng biệt giam ấy, và biết vào phòng biệt giam và tội trạng của mình như vậy là bị tử hình, thì không biết rằng là con Trang liệu chừng nó có kết liễu cuộc đời của nó ở trong đó luôn hay không. Thì Lực Tàng nghĩ rằng là bọn này nó càng ở lâu, thời gian xét xử càng dài, thì nó thật sự với mọi người là tốn cơm tốn nước của nhà nước lắm mọi người ạ. Ấy, cơm bưng nước rót cho tụi nó đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, nó tử tù nhưng mà bên trong nó có quy định càng tử tù thì lại không phải hoạt động, đúng không mọi người? Càng phải trong cái thời gian tạm giam là chỉ có giam thôi. Ấy, còn mà khi mà đi thi hành án thì bắt đầu mới ra thực hành, đi ra làm việc, đúng không ạ? Trồng cây, trồng rau, tưới hoa, tưới màu, rồi ngắm ánh nắng mặt trời, tức là lao động để mà kiếm cái đút của mồm. Nhưng hiện tại bây giờ tụi nó đang tạm giam thì chưa phải hoạt động, chưa phải làm việc, mà ăn chỉ suốt ngày ngồi trong bốn bức tường. Thì nói chung với mọi người rằng là đồ ăn thức uống dồn vào á thì nó cũng không là chất lượng đâu, nhưng mà vẫn tốn cơm của nhà nước. Cho dù đó là một cái gốc, cái rễ của một cái cây rau muống thì cũng là cơm của nhà nước Việt Nam, đúng không mọi người? Đấy, để nuôi tụi nó, đúng không ạ? Đấy, đồng ý là bên ngoài cái chu cấp vào nhưng không đáng để mà cho tụi nó ăn, đúng mọi người? Tiền đó để giúp cho người dân nghèo, để giúp cho
và anh nên là những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, đúng không ạ? Chứ còn nuôi cặp đôi này thì là không nên nuôi. Đấy, đúng lý là một ngày ăn ba bữa, cắt bớt thì cho ăn nửa bữa thôi, không cho nên ăn nhiều. Đấy, còn Trang á thì nó ăn không được nhiều con gái mà, nhưng mà không biết lý do vì sao lại hợp với môi trường tù tội, nó mập lên, mà mập lên nó đi không vững nè, đi không được. Thì bây giờ là nằm ở trong cái trại giam đó rồi thì giống như thế là từ từ rồi, nếu như mà càng lâu á thì trở thành người thực vật luôn nha mọi người, trở thành người thực vật luôn, tay chân hoạt động không được, người ngợm không cựa quậy được. Đấy, còn thằng Thái thì ăn như thần trồng từ cứ lúc nào cũng đói, lúc nào cũng hô lên là tôi đói bụng rồi này nọ đòi ăn, nói là thông báo với gia đình là gửi mì tôm cá khô nước mắm đồ này nọ gửi vô để cho nó ăn, nó ấy. Nhưng mà mọi người nên nhớ rằng là đâu có dễ dàng mà đến tay của nó. Thì người của nó hiện tại bây giờ kiểu như đói ăn đó mọi người, thèm. Ngày xưa ở ngoài ăn đặc biệt là cái thói môn lề nữa, mà không có cái đó để mà xử lý nữa thì còn cái gì để nói, ách khí lắm mọi người, đúng không? Thì chắc chắn rằng là sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Thì rõ ràng là Thái bây giờ là người như con chó tra rồi đó, gầy như chó tra rồi, mọi người biết rồi đó, là bi đát vô cùng, đúng không ạ? Đói ăn, ăn nhiều, lúc nào cũng nghĩ đến ăn, lúc nào cũng nghĩ đến là mình phải sống, mình không được chết rồi này nọ. Thì bắt đầu là bây giờ là tinh thần xuống cấp đó. Đó là cái tình hình của cặp đôi Trang và Thái, mà từ nguồn điệp viên trinh sát tinh nhuệ nhất của lực lượng mới săn được thông tin, nó là như vậy. Ở trong bốn bức tường không có điện, không nước, không ánh nắng mặt trời, thì quản giáo trại giam nói rằng là tụi bay cứ nghĩ đi, ở kiểu đó thì sống làm sao, sướng hay khổ? Mà ở ngoài thì cộng đồng cứ mong xử sớm làm gì, ở trong đó nó mới khổ. Còn khi mà xử rồi đi ra đi trại thì nó lại sướng, nó làm được, mồ hôi nó ra được, nó ăn uống được thì nó sướng. Đó là cái lời quản giáo trại giam nói cho mọi người, tại vì họ đã tiếp xúc và ở trong môi trường đó, họ biết được là ở đâu sướng và ở đâu khổ nha. Còn cái chuyện mà tử tù việt giam rồi á thì mọi người nên nhớ rằng người Việt Nam chúng ta luôn luôn có tính nhân đạo, kể cả tử tù khi mà đem ra xử bắn, trước khi xử bắn thì cũng phải có tính nhân đạo, ai cũng được ăn một bữa cơm cuối cùng rất là ngon nha mọi người, và được viết bức tâm thư tuyệt mệnh để đến khi gọi như là đưa về chầu mà không phải đó. Thì mọi người nên nhớ nó là như vậy. Và hiện tại bây giờ bên trên Facebook thì là tao thấy rằng là có rất là nhiều các chị là đang đấu đá lẫn nhau, một bên thì tấn công bên phía nhà chị Hạnh và một bên thì bảo vệ. Nhưng là tao nói thẳng những ai mà đang tấn công bên phía gia đình nhà chị Hạnh và bên phía chị Hạnh là những người đó không tốt, thì tao nói thẳng nó là như vậy. Không phải là chúng ta biết này biết nọ, nhưng mà chúng ta hãy nhìn sâu về cái cục diện của cái vụ việc, thì chúng ta phải nên ủng hộ gia đình nhà họ và phải động viên tinh thần để cho chị Hạnh mạnh mẽ, chứ không phải là mấy người cứ bắt chị Hạnh lên trên mạng xã hội rồi bù lu bù loa, đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu, đúng không mọi người? Và lợi dụng vào cái kẻ hở đó để kẻ xấu, cái ác nó tấn công người, nó tấn công cái vụ việc này và nó giải cứu cặp đôi kia thôi. Đó là những người mà được tàng nghĩ chắc có khả năng là đã ăn tiền và có một cái suy nghĩ lệch lạc đối với lại pháp luật Việt Nam, đối với lại cái cục diện của sự việc, biết rất rõ nhưng cố tình làm sai để đưa cái sự việc này đi về một cái hướng khác, để có cái thuận lợi hơn cho cái cặp đôi cầm thú kia thôi, chứ không có giúp ích gì cho cái vụ việc này cả. Rất mong là cô dì chú bác theo dõi, nhớ là bình tĩnh chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng. Họ đang làm việc hết tốc lực và làm việc hết sức mình để giải quyết những kẻ xấu kẻ ác đưa ra ánh sáng nha, chứ không có cái chuyện ngâm câu chìm xuồng gì ở đây. Mọi người hết sức tin tưởng vào pháp luật Nam và lực lượng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này để gửi tới cô dì chú bác trong những cái bản tin tiếp theo. Cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều đã theo dõi clip đến đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.